Hi, chào sáng tất cả các bạn. Mình là Moon. Đeo quá trang vô. Mình là Mon và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Moony TV. Và ngày hôm nay mình và em mình sẽ đi đến một cửa hàng nội thất có thể gọi là lớn nhất nhì ở Mỹ. Và các bạn cũng đi với mình xem cửa hàng đó là cửa hàng gì nha. Cửa hàng nội thất mà mình nhắc đến đó là IKEA, là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới, chuyên về thiết kế đồ nội thất, bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở. Sẽ có tầng dưới là cái kho và các bạn đi xuống dưới mình sẽ tự lấy. Căn phòng mơ ước chưa? Và đây họ làm theo kiểu diễn cảnh là cái restroom. Và đây là một cái kiosk khác họ set up và họ design theo kiểu là bếp ăn gia đình. Và mình sẽ qua một cái phòng ngủ khác. Wow, đây là cái tông ấm. Và những tất cả ở đây là đều do nhà thiết kế của IKEA họ design. Cái này thật ra là cái ghế sofa mà họ trải thành như là một cái giường nằm vậy. Chúng ta đi qua một cái phòng khác. Okay, cô. Và đi sâu vào bên trong nữa sẽ còn có những điều thú vị nữa. Này, đây là phòng khách và phòng làm việc. Thực ra cửa hàng IKEA này á là cũng người Thụy Điển. Đẹp lắm luôn ha. Này đúng nghĩa là căn nhà mơ ước luôn á. Và ở đây thường đa số họ sẽ thiết kế theo dạng là thông minh á. Là họ sẽ tiết kiệm diện tích tốt nhất có thể, như là bàn làm việc ở đây rồi tủ sách. Và có những cái kệ này là sẽ để tivi chẳng hạn. Và thường họ sẽ có những cái vật dụng linh tinh đó thì họ sẽ trưng bày đây và bán luôn. Nếu như mà mình cần thiết thì giống như ở đây là nó sẽ là cái bao gói. Cái gói này thì sẽ có một cái kệ ở đây luôn là bao gói. Và gói giống như là ở trên họ đang chơi trưng bày vậy nè. Thì có sẵn giá ở đây và mình lấy ở đây luôn. Còn về những cái mặt hàng lớn như là giường, ghế, tủ hay là đèn như kiểu như vậy nè, thì
mỗi cái vật dụng á, họ sẽ có một cái siêu giống như là cái tờ giấy để mình biết là mình đi pick up ở đâu. Thì chẳng hạn như cái ghế salon này á thì sẽ có giá là 2.800, nếu tính thuế vô cỡ 3.000 mấy. Thì ở đây á, họ sẽ liệt kê ra là tại sao có giá như vậy, và trong một cái bộ ghế này thì có bao nhiêu cái món đồ. Thì nếu mà các bạn muốn lấy cái bộ ghế này á thì người ta sẽ ghi cái nốt ở đây là mình sẽ liên hệ với cái nhân viên của IKEA ở đây và lấy cái ghế này cho mình nha. Và họ thiết kế đẹp lắm luôn. Mình thích đi IKEA lắm, tại vì nó thiết kế theo kiểu dạng nhà hiện đại rồi. Họ thiết kế theo kiểu rất là đẹp luôn, mà mình giống như là cái ngôi nhà mơ ước của mình á. Nếu mà sau này có tiền thì mình cũng muốn được thiết kế nhà mình giống như là những cái căn phòng vậy nè. Và mình sẽ qua một cái căn phòng khác. Hồi nãy là căn phòng khách thì cái màu tông màu nó tối, tông màu đen, thì qua đây là tông màu nó sáng, tông màu trắng. Mình thì mình thích nhà có tông màu trắng hơn á, tại vì nhìn nó sáng sủa nè, nhìn nó đẹp mắt và sang trọng nữa. Nhìn cái đèn này thích quá ha. Sáng tạo ra mấy cái đồ. Nhìn thích. Hồi nãy là mình đi qua hết mấy cái khu phòng khách, thì ở đây họ sẽ trưng bày những cái bộ ghế sofa nè, và rất là nhiều mẫu tha hồ cho mình chọn lựa luôn. Và vô đây mình có thể thỏa thích là mình được chọn lựa những món đồ mình sẽ thiết kế trong căn nhà của mình. Và thích lắm luôn. Giới thiệu với các bạn, đây là phòng khách nhà mình nha, mời các bạn đi vô cùng mình. Mình đã bỏ ra mấy chục ngàn để mình thiết kế cái phòng khách này. Và có lúc này có khúc nào cái khúc mà bằng giấy luôn nha, gọi là gì giờ hòa mình với thiên nhiên mà không bị cái gì quên rồi, ô nhiễm môi trường. Không bị ô nhiễm môi trường. Ở đây là nhà mình đó. Mình chặt mấy cây này, mình thả mình đi thiên nhiên không? Cái giả không à? Không có cây nào về cái đó, nhưng mà nhìn giống như là hết sức tự nhiên, nhìn hết sức tự nhiên. Lấy không khí oxy trong nhà, cho nó lên là sắp của mình nè. Cái không có giả sắp luôn, các bạn thấy không? Chỉ nước không? Sắp này có đặt tên sắp giả. Đồ giả không vậy mọi? Đồ giả mà không có gì ngoài giả hết trơn á. Và đây là căn biệt thự khác của mình, và đây là cái căn phòng khách trong căn biệt thự đó, mời các bạn cùng đi nha. Thấy tông màu nhà mình thiết kế tông màu sáng không à? Sáng lắm hơn. Có cái ghế để làm việc nữa, cây nữa, mà nhà mình không có gì ngoài cây giả chứ á. Cây giả. Đồ giả. Có vẻ là xài được thiệt. Xài thiệt. Ly thiệt, có nước không ơi? Ly thiệt, bình thiệt mà không có nước. Thì giờ tạm thời nhà mình mới xây mà chưa có gì hết á. Ý, có cái iPad kìa. iPad nha. Thiệt hay giả vậy mà? iPad giả. iPad này không dặn lên nha mấy bạn. Lại là đồ giả. Toàn đồ giả mà nhà mình không có gì. Nhưng mà cái sofa là thiệt nè. Cái sofa mấy cái đồ này là đồ thiệt nè. Được. Trong còn dễ luôn. Gì vậy? Tự vẽ luôn. Bạn thấy cây không? Nhìn nó tươi làm tôi rối luôn á. Cây giả không nhựa mà tươi tôi được. Và đây họ thiết kế theo kiểu gọi giống như là phòng nhà kho hoặc là phòng sửa chữa. Thì đây, nó gọi là gare. Tiếng Anh thấy chán thiệt chứ. Và đây là phòng khách, phòng bếp nhà Mon.
Không, ở trong đấy gì nhà cũng ngon hết trơn á. Không bao giờ hả? Không bao giờ có tiền xây. Nhưng mà mình có ước mơ chứ đúng không? Mốt mình giàu mình cũng thuê người ta thiết kế. Wow. Này mà có bữa cơm ăn với gia đình á, mà có phòng khách với phòng bếp đi nè. Xuất sắc luôn. Đó, gọi giờ đấm về cho tao ăn. Đấm không khí. Cái đó bằng đá mà, cái chày đâm phim bằng đá. Ở đây là góc sân vườn họ thiết kế, giống như là ở ngoài trời vậy đó. Này cực kỳ đẹp luôn. Ở đây là một phòng khách khác nữa, nó dạng như phòng khách nhỏ hơn. Đây là cây đèn, giống cây đèn có gai vậy. Cây đèn này mình gọi là cây đèn sầu riêng nha. Ôi sợ quá. Đèn giật bậy bạ đi, hồi hốt luôn cây đèn nha mon. Chưa. Ghê vậy. Chưa. Thank you.
những cái mặt hàng ở trong cửa hàng nội thất IKEA này á là giá cũng vừa với túi tiền của mình nè, và mình có thể tha hồ lựa chọn rất nhiều mặt hàng mà mình muốn và hợp với túi tiền của mình nữa. Nó có rẻ, nó có mắc, nhưng mà đa số ở trong đây á, khi mà mình mua cái thứ gì đó mình sẽ cân nhắc, tại vì nó rất nhiều loại giá và nó rất nhiều kiểu dáng. Thì mình có thể vô đây mình đi một vòng và mình có thể lựa chọn những cái thiết kế riêng cho mình. Và đây là cái khu giống như là khu bàn ghế, bàn ăn, có rất nhiều kiểu luôn. Thì theo như mình thông tin được thì cửa hàng IKEA là có hơn 12.000 sản phẩm lận. Khi vào đây có thể mất vài tiếng, bởi vì mình sẽ giống như mình sẽ hòa nhập vào cái khu này đó, giống như là cái ngôi nhà riêng của mình, và mình chỉ muốn đi hoài và mình ngắm mãi vậy thôi. Và đây là phòng ăn, mình đã qua một cái thiết kế phòng ăn rồi. Mình cực kỳ thích cái kiểu thiết kế phòng ăn giống như vậy nè, nhìn nó ấm cúng và nhìn nó gia đình lắm luôn. Wow, ở bên đây là nó có cái bảng giá của cái căn phòng bếp này, thì tổng giá luôn, full price luôn là 14.387. Thì họ có cho mình trả góp, họ thiết kế cho mình như cái căn phòng y chang như vậy luôn. Thì họ có cho mình trả góp, đó là mình sẽ trả góp 600 đồng mỗi tháng, hình như là mình đao vô 5.000 và mình trả mỗi tháng là 600 đồng, và mình trả trong vòng 24 tháng. Và sau 24 tháng thì họ sẽ tính phần trăm, đó là 21.99%. 24 tháng đầu thì sẽ không tính lãi, nhưng mà nếu mà mình trả sau đó thì là họ sẽ tính lãi là 21.99%. Và trong cái căn phòng đó sẽ có luôn căn phòng giặt giũ, hình như căn phòng giặt giũ là họ sẽ thiết kế riêng đó, nhưng mà mình muốn căn phòng giặt giũ này có giá trị là 5.623 đô, cũng giống như vậy luôn. Và mình có ra một căn phòng bếp khác, trong phòng bếp này giống là cho người nào có cái nhà hơi to một chút thì nhìn cái căn phòng bếp này nó thoải mái hơn, nhìn rất là sang trọng luôn. Wow, đó đó, ăn cho no luôn. Và căn phòng này nếu như mà thiết kế full luôn cho mình là có giá trị là 25.270 đô, thì mình sẽ trả cho mỗi tháng là 1.053 đồng. 24 tháng đầu sẽ 0% lãi, và sau đó thì họ sẽ tính 21.99%, cũng giống như các giá trị căn phòng khác vậy á. Đó, và họ có luôn một cái phòng giống như phòng kho để dự trữ thức ăn. Và mình qua một cái phòng bếp khác có tông màu gỗ và là tông màu trắng. Mình cực kỳ thích tông màu trắng, nó hòa với tông gỗ luôn, nhìn nó rất là sang luôn. Và sau đó bên đây sẽ có một cái gian bếp khác. Wow, đúng là nhiều kiểu thiết kế luôn. Và mình có thể nhờ họ thiết kế theo ý mình muốn, hoặc là mình mua những cái vật dụng này về mình tự thiết kế cho mình. Đây là cái phòng bếp nhỏ gọn cho giống như căn nhà cho hai vợ chồng son vậy á. Lại là một phòng bếp khác đây. Và phòng bếp này có cả phòng bếp đồ chơi cho mấy đứa bé nít nữa. Và họ có bán cây giả nữa nha. Ở
Và đây là một căn phòng mình cũng khá là thích, bởi vì nó mang một cái tông màu trắng nữa, nhìn rất là sáng sủa luôn, sang trọng nữa. Và mình sẽ qua một cái gian bếp tiếp theo. Tông màu này thì hơi tối nhưng mà cũng khá là đẹp. Và mình đã qua một cái gian phòng khác, đó là cái gian phòng làm việc. Cái bàn này thì có giá 299 đồng. Và bên đây họ sẽ có những cái mặt hàng khác nữa về bàn ghế mà các bạn có thể tha hồ lựa chọn luôn. Này hay thuộc dạng như là văn phòng vậy á, văn phòng công sở vậy á. Còn việc đẹp hơn em thiết kế cho công ty vậy. Cái chỗ này giống như cho sếp ngồi vậy. Không, sếp phải có đồ che. Sếp làm gì mờ ám phải có đồ che hả? Ở đây mình sẽ qua một cái thiết kế phòng ngủ. Phòng ngủ này là sẽ có cái không gian cho em bé mới sinh nữa, hoặc là em bé còn nhỏ còn ngủ chung với bố mẹ. Đây là một cái gian phòng khác nữa. Gian phòng này cho mấy em bánh bèo và pha lẫn một chút cá tính vô trong đó. Họ làm cái cửa tủ đồ bằng cái rèm, nhìn nó sang trọng lắm luôn. Và ở đây sẽ có một cái tủ đồ khác nữa. Ta-da! Nhìn nó thiết kế mà mình mê luôn á. Mặc dù nhìn là thấy hơi bừa bộn đúng không, nhưng mà vẫn có cái sự trật tự trong đó, nhìn đẹp lắm luôn á. Trật tự trong cái sự bừa bộn. Đúng rồi, nó bừa bộn trong cái sự trật tự. Mình đi vô trong đây thì mình hay gọi cái nơi này là ngôi nhà mơ ước của mình. Quá dễ thương, thiết kế đẹp mắt lắm luôn. Hình như là mỗi tháng á, họ sẽ remodel lại những cái căn phòng này, họ sẽ thiết kế lại những cái căn phòng này. Wow, thêm một căn phòng khác nữa, cái này giống master room á, dễ thương ha. Đẹp. Hôm nay hai vợ chồng cá tính lắm, người đó người xấu với lại người cáo. Lấy cái xe ra kìa bà ơi, tôi đang quay. Dễ thương quá ha. Quá trời đẹp. Một cái gian phòng khác, tức là gian phòng bao gồm luôn cả phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ nữa. Đây là phòng khách và phòng bếp, thì đằng sau đó sẽ là phòng ngủ. Cái đèn này dễ thương lắm luôn. Cái giường này là cái giường ở nhà mình. Hồi trước mình có mua một cái như vậy, xài rất là bền luôn, mà mình mua cũng được 3 năm rồi. Và gỗ ở đây hình như là không có bị mục nha, xài rất là bền luôn. Những cái đồ nội thất trong IKEA này là mình rất thích luôn. Ở đây là phòng bếp và có cả phòng restroom, phòng đi tắm. Ta-da! Đây là phòng tắm đứng và có cái rèm che lại. Và cả có bồn cầu. Vì cái này thiết kế theo kiểu là dạng một cái căn nhà nhỏ, studio vậy đó.
mở vậy cũng tiện. Đây là phòng bếp. Ở đây cho những cái gì vợ chồng son á. Và ở ngoài đây là có đủ các kiểu giường luôn, mà các bạn có thể tha hồ chọn lựa. Đây giống như căn phòng cho nam, thiết kế dành riêng cho mấy bạn nam vậy á. Tông chủ đạo là màu xanh dương và màu đen của gỗ. Và có thể là màu giường này là màu giường gỗ nữa nè. Và sau đó mình sẽ qua một cái gian phòng cho mấy bạn nữ, mấy bạn bánh bèo. Nhìn giống công chúa quá ha, nhìn giống phòng công chúa. Công chúa. Đẹp quá trời luôn, như thật nữa. Bàn trang điểm, bàn học cũng được, cũng ok. Và đây là cái nơi bán tủ. Các bạn có thể lại đây chọn mẫu. Và ở dưới có một cái kho. Các bạn xuống dưới, các bạn sẽ kiếm cái mã, xem là cái mã đó nằm ở đâu. Một là các bạn nhờ nhân viên họ chỉ, họ lấy giùm. Hai là các bạn sẽ tự đi kiếm. Có rất là nhiều mẫu tủ luôn. Tủ âm tường có. Và tủ để không âm tường cũng có nữa. Ở đây là giống như cái nơi trưng bày những cái mẫu tủ để các bạn nhìn đó. Các bạn thích mẫu nào thì các bạn có thể lựa chọn cái mẫu đó. Và có rất là nhiều giá luôn. Và các bạn có thể lựa chọn những cái tủ nào hợp với mình nè, hợp bắt mắt với mình nè, và giá ổn định với mình nữa. Mọi người ơi, đây là cái khu trở về tuổi thơ. Khu này bán nồi bông, mấy gói bông nè. Mấy cái gói bông này thì rẻ cực kỳ luôn, có 2 đồng 99 một em. Và có cả giá 1 đồng 99 nữa nè. Ai kia là mặt hàng tốt và giá rất là rẻ luôn. Những cái em bé này nè, tư tưng, đây là những căn phòng dành cho mấy đứa em bé. Và ngoài ra sẽ còn bán những vật dụng linh tinh nữa, như là chăn ga, gối nệm và các cái bông. Ở đây là gian bếp đồ chơi cho mấy đứa em bé nè. À, có mấy cái ghế mini này. Trời ơi, dễ thương lắm luôn. Và có cả thảm lót chân nữa. Nhìn dễ thương ha. Đồ chơi nè, trò chơi mà giống như cái đường ray để xe lên á, có 9 đồng 99 à. Ôi dễ thương. Đây là những cái vật dụng linh tinh cho em bé, và có cả nôi nữa nha. Nôi, và đây là cái bàn thay tã. Đây có thể là phòng cho em bé tự tin, cho mấy em tự tin rồi. Ngồi nhìn dễ thương ghê luôn á.
tông màu xanh và kết hợp với màu hồng. Có thể cho bé nữ và bé nam ở cũng được nữa. Và đây là căn phòng giống như cho hai anh em vậy á. Có giường tầng, có ở bên trong là có cái được thêm một cái giường nữa. Wow, ba người luôn. Phòng 3 tính 3 luôn. Ừ. Ở đây bán thêm thú nhồi bông nữa và bán những cái cây đèn. Và đây là khu tầng dưới của cửa hàng nội thất IKEA. Thì các bạn thấy đó, tầng dưới nó sẽ khác với tầng ở trên, là ở dưới đây bán là một cái siêu thị vậy đó. Họ bán những cái đồ dùng vật dụng rất là nhiều lặt vặt. Còn ở trên thì họ thiết kế và remodel theo kiểu giống như là một cái nhà và một cái phòng vậy á. Còn đây là các bạn sẽ xuống dưới đây tha hồ chọn lựa cho các bạn cái vật dụng mà các bạn đang cần thiết. Trong cái khu nội thất IKEA thì họ sẽ có một cái bản đồ xem là mình đang ở đâu, và mình sẽ đi theo cái bản đồ đi theo cái mũi tên này. Ở đây bán ra chảy giường nè. Hiện tại thì như mình thấy giống như là cửa hàng IKEA là đang giảm giá. Nãy giờ mình đi cũng thấy giảm giá cũng rất là nhiều luôn, 29 đồng 99 cho một cái bộ ra giường này, thì nó sale lại còn có 11 đồng 99. Đây là khu họ trưng bày những cái đồ vật dụng mà mình cần thiết để mình mua nè. Và ngoài ra trong cái mùa dịch này á, thì họ cũng sẽ có một cái bản quy định là mình đeo khẩu trang, mình đeo toàn mặt chứ mình không chùi mũi và miệng ra nha. Sau khi đi xong khu vực IKEA rồi sẽ đến cái kho hàng của cửa hàng nội thất này, và họ sẽ có cái xe ở đó và mình có thể lấy hàng. Và đây là khu vực kho của cửa hàng IKEA. Thì giống như hồi nãy mình nói á, là những cái món đồ ở trên lầu các bạn có thể nhìn được cái tờ, mỗi món đồ là họ sẽ có một cái tờ, họ sẽ để cái mã số nè, và họ sẽ để nơi mà họ cất những cái món đồ đó, ví dụ như trong ở cái kệ nào, kệ số 1, kệ số 2 hoặc kệ số 3 thì mình sẽ tới đó lấy. Còn nếu mà mình kiếm không ra thì mình có thể nhờ nhân viên họ chỉ, hoặc là họ sẽ lấy giùm mình. Và kho hàng của IKEA cực kỳ lớn luôn. Hoặc là các bạn có thể check những cái thông tin của cái món hàng của các bạn á, đã lựa chọn ở trên lầu rồi, các bạn check ở đây và các bạn tìm ra coi nó ở đâu.
Nè nè, té sắp mặt nè. Yeah, dòng yeah. Cảm ơn các bạn đã đón xem chiếc vlog này của mình nha. Hãy nhấn like và subscribe và đừng quên nhấn chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nha.